Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tí. Vì ngày hôm nay Tí đã quay trở lại với một video mới. Và video ngày hôm nay sẽ là, mọi người có thể thấy trên title là nó sẽ là một cái video shopping haul. Mấy tháng nay Tí đã mua gì và Tí chưa có khoe với mọi người là Tí đã mua gì, nhưng mà cũng khá là nhiều đó mọi người, thật sự là rất rất là nhiều luôn. Và mọi người thấy thì cái budget mà Tí mua lần này chắc cũng phải tầm 1.500 đến 2.000, nó khá là nhiều đồ. Mà hôm nay Tí không biết là Tí có thể show hết không, nhưng mà Tí sẽ cố gắng show nhiều nhất có thể, từ fashion tới beauty tới tất cả mọi thứ để cho mọi người. Và đồng thời thì ngày hôm nay Tí cũng sẽ show những cái sản phẩm cực kỳ mới của những cái hãng mỹ phẩm cực kỳ mới luôn. So ok mọi người, let's get into the video. Ok, thì với cái brand đầu tiên là một cái brand mà mọi người hỏi rất là nhiều. Tiên mặc những cái bộ đồ này thật sự là rất nhiều, và mọi người kiểu rất là muốn biết ở trên Insta cũng như là trên YouTube á. Thì ok, ngày hôm nay Tiên sẽ show cho mọi người những cái món đồ mà Tiên mua được ở Social Kiwi. Đây là một nhãn hàng ở bên, hình như là ở bên châu Âu á mọi người, bên Anh. Thì Tiên đã tạo được rất là nhiều sản phẩm, brand cũng rất là dễ thương, đã gửi đến cho Tiên cũng khá là nhiều sản phẩm, và cũng có khá là nhiều sản phẩm Tiên cũng mua nữa, tại vì Tiên thấy nó rất là đẹp. Cho nên là cái đầu tiên thì Tiên mua được là cái này đây, một cái áo cardigan. Nói chung là mọi người mặc được hai kiểu. Đây là một cái áo đầu tiên màu xanh nè mọi người. Tất cả những cái của brand này là hầu hết là Tiên đều mặc size XS hoặc là size S nha. Size nào mà nhỏ nhất thì Tiên sẽ mặc. Thứ hai là mọi người hỏi rất nhiều, cái áo này Tiên mặc trên TikTok một lần thì mọi người hỏi rất là nhiều. Đây là của Social Kiwi nha mọi người. Đó. Cái thứ hai nè. Rồi. Tiếp theo là một cái set rất là dễ thương. Cái set này Tiên cũng mặc rất là nhiều lần rồi. Đó là sẽ có một cái áo như thế này. Tần ta da da. Rồi, xong rồi. Nó sẽ có một cái áo khoác vô như vậy. Thì nó cũng giống như là một cái set đó mọi người. Rất là xinh, cực kỳ xinh. Và Tiên thấy cái giá thành một cái nhãn này cũng không phải là quá mắc. Thường thường một cái áo này thì nó rơi vào tầm khoảng 300 ngàn, 300 đến 300 mấy đến 400 cho một cái brand của nước ngoài, thì Tiên thấy là rất là affordable. Còn nữa, rất là nhiều sản phẩm từ Social Kiwi, nhưng mà Tiên chỉ show những cái piece mà Tiên có thể show ngày hôm nay thôi. Tại vì những cái còn lại thì rất rất là nhiều mà Tiên show tay, Tiên không biết là tới khi nào nữa. Tiếp theo là một cái brand nữa, là một cái brand tên là Curly. Cũng là một brand của nước ngoài luôn mọi người. Rất là nhiều brand nước ngoài ngày hôm nay, nhưng mà Tiên thật sự là cũng rất là thích, cho nên là Tiên muốn show cho mọi người. Đầu tiên là Tiên mua được cái quần này. Đây là cái quần caro, sọc caro. Tiên có mặc rất là nhiều lần rồi. Đây, nhãn Curly. Đó, thì đây là Tiên mặc là size S, và rất là vừa luôn. Em của Tiên là tầm 62 đến 63, thì mặc vô là nó fit luôn, nó high waisted luôn mọi người. Cái brand này Tiên mua rất nhiều quần nha mọi người. Tiếp theo là cái quần nữa, Tiên có post một cái hình ở trên Instagram thì cũng rất là nhiều bạn hỏi là chị mua quần ở đâu. Đây, Tiên cũng đã mua từ Curly. Thì, đó mọi người, hình như là vẫn còn cái code của Tiên á. Nếu mà mọi người search thử nha, KL gạch dưới Tiên Lê, để mọi người xem coi được giảm 15% hết toàn bộ không nha. Tiên nghe brand nói là nếu mà mua trên 50 đô thì sẽ được free ship. Thì Tiên không biết là nó còn áp dụng hay không, thì mọi người cứ lên xem thử ha. Rồi, tiếp theo là cũng là một cái quần. Cái quần của Curly. Quần này siêu, siêu đẹp mọi người. Kiểu như là cái hôm mà Tiên mặc cái quần này size, Tiên mặc size XS nha, size nhỏ nhất. Khi mà Tiên mặc cái quần này đi làm, thì rất nhiều người hỏi Tiên luôn là trời ơi, mua cái quần ở đâu đẹp vậy? Mọi người nghĩ là Tiên mua Shopee á, nhưng mà thực ra là Tiên mua cái brand này á. Cái quần rất đẹp luôn mọi người, cái form cực kỳ đẹp, và ống nó còn hơi loe loe nè. Trời, kiểu như là Tiên đang tìm kiếm một cái quần này rất là lâu rồi, nhưng mà thật sự là chưa kiếm được ở đâu. Thì mới lên web coi thử thì ở đây có bán, cho nên là Tiên kiểu so excited. Tiếp theo là một cái áo của Curly tiếp. Đây, một cái áo trễ vai mọi người. Ô đâu? Ở đây, đằng trước, đằng trước. Lộn. Đây, đó. Rất là xinh. Tiếp theo là một cái đầm. Tiên còn mẹ luôn. Chưa gỡ ra luôn á. Cái đầm rất là ngày hè năng động mọi người. Xinh không? Siêu xinh. Cũng là size S. Rồi, Tiên sẽ lựa ra những cái sản phẩm nào mà Tiên thấy đẹp của brand này để Tiên show cho mọi người. Tiếp theo cũng là một cái brand fashion nữa, thì Tiên mua được cái quần này của Iconic Studio, là một cái brand, local brand của Việt Nam. Hôm
trước thì đi sinh nhật Quỳnh Thi, Tiên có mặc cái quần này và rất là nhiều người khen. Form rất là đẹp mọi người. Cái form nó kiểu high waisted nhưng mà ở dưới nó loe ra mà nó dài, mang guốc vô nhìn kiểu siêu sang chảnh luôn. Thì hôm đó Tiên mặc cái quần này, Tiên mặc với cái áo này. Cái áo này của Jubin. Thì hôm trước Tiên có quay cái video ở trên Insta, cũng nhiều bạn hỏi cái áo này từ đâu, thì Tiên mua của Jubin nha mọi người. Cái quần này thì Tiên mua là 850, còn cái áo này Tiên mua tầm 850 luôn. Một set này là tầm 1,5 triệu nha mọi người. Tiếp theo là Tiên có một cái brand rất là xinh là Skin Bank Nudie Eye. Đó, thì đây là một cái áo cardigan, trời kiểu siêu xinh luôn mọi người nha. Tiên mặc size S nha mọi người. Đường may này nó rất là xinh luôn á mọi người. Kiểu như là không biết nữa, nhưng mà giá thành nó cũng rất là ok la. Cái áo này Tiên nhớ là giá là 490 ngàn. Vải siêu đẹp, thật sự vải rất đẹp, làm Tiên hơi bị bất ngờ. Tiếp theo là một cái đầm này cũng là của Skin by Nudie Eye luôn mọi người. Vải rất là xinh. Đó, đây. Rồi, nhiều quá. Nãy giờ toàn là đồ. Tiếp theo là brand của Tiên, Her Story. Thì đây, cái đầm Tiên đang mặc đây là của Her Story đây mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đằng trước với đằng sau thì nó có dây cột như thế này. Nhưng mà Tiên rất là thích, là tại vì Tiên rất là thích cái vải này là cái vải người ta gọi là vải gấm á mọi người. Thì á, khi mà nhìn vô ngoài thì mọi người thấy bình thường, nhưng mà khi mà mặc lên mà mọi người sờ chất vải thì nó rất là đẹp, kiểu nó rất là dày luôn á. Tiên không cần phải lót luôn á, mà cái vải này không cần lót nhưng mà vẫn không thấy bên trong là nó dày cỡ nào rồi đó. Tiếp theo thì Tiên có một cái đầm này. Đây là cái đầm của Her. Đó, Tiên sẽ mặc cho mọi người xem. Ở đây thì có vẻ như nó hơi sáng. Yeah mọi người, đây. Mọi người thấy không? Nó là kiểu hoa hòe một chút, hơi hoa hòe một chút. Nhưng mà cái nó rất là xinh, lát nữa Tiên sẽ mặc cho mọi người xem. Rồi, hai cái áo giống nhau nhưng mà khác màu. Đây là cái áo Tiên rất là thích cái áo này. Tại vì thứ nhất là nó rất là đơn giản, basic, nhưng mà nó rất là dễ thương, kiểu mặc hàng ngày cũng được. Tại vì Tiên muốn mọi người có thể sử dụng những cái, mặc những cái này hàng ngày á mọi người. Kiểu nó rất là đẹp luôn á. Oh my god, look how cute. Rồi, tiếp theo là một cái áo hai dây. Đây, xinh chưa. Cái áo này á thì cái vải nó mỏng. Tại vì Tiên muốn là đợt này mặc cho nó everyday mà cũng mát mẻ một chút. Thì đây là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp cho cái thời tiết bây giờ. Tiếp theo Tiên có một cái áo off shoulder. Đây, đằng sau hở như thế này. Đó. Cuối cùng là một chiếc quần trắng basic. Quần này thì mọi người hỏi rất là nhiều rồi, tại vì Tiên cũng có mặc rồi nhưng mà Tiên chưa có ra mắt, thì vừa rồi mới ra mắt thôi. Đó là toàn bộ những cái món đồ fashion. Thì bây giờ Tiên sẽ chuyển qua những cái món đồ về skincare, makeup với lại hair care. Tiên nhận được một cái package siêu to khổng lồ của Waleya và Beauty Box. Đây là của Beauty Box gửi tặng cho Tiên hai cái bịch này. Đầu tiên thì Tiên muốn nói đến là Waleya. Nếu mà như mọi người chưa có biết thì đây là một nhãn hàng rất rất là mới đến từ Trung Quốc. Cái sản phẩm này đây là đang được chị Hồ Ngọc Hà sử dụng nên mọi người. Tiên sẽ cho mọi người xem. Thì hôm trước Waleya có gửi tặng cho Tiên một cái set dầu gội là nấm truffle, mà Tiên thật sự phải nói với mọi người là Tiên chưa bao giờ sử dụng một sản phẩm dầu gội dầu xả nào mà Tiên ưng ý như sản phẩm đó. Mặc dù cái giá thành nó hơi cao một chút, nhưng mà Tiên phải nói là cái công dụng và cái, nói chung là tóc Tiên này mọi người thấy không, rất là dễ rụng và rất là ít. Nhưng mà khi mà Tiên sử dụng cái sản phẩm đó là Tiên cảm thấy như tóc vừa mượt vừa suông. Cho dù Tiên cách một ngày gội một lần thì tóc vẫn không có ra dầu mọi người. Trời, giống như là xưa giờ Tiên tìm kiếm một cái sản phẩm như vậy nó rất là khó. Thì ngày hôm nay cầm trên tay đây là hai cái sản phẩm. Một cái sản phẩm là dầu gội gừng Hà Thủ Ô và dầu xả. Thì đây là một cái sản phẩm dành riêng cho các bạn có làn tóc
giàu nha mọi người. Thì Tiên highly recommend sản phẩm này. Đây là một sản phẩm mới và hiện tại cũng đang có một cái promotion rất là hot ở trên Beauty Box. Đồng thời trong cái box này thì Tiên sẽ mở luôn. Nó sẽ có, đây là có cái nấm truffle nè mọi người, với lại cái shampoo conditioner mini size. Đó, trong cái túi này là nó có đủ luôn mọi người nha. Thì sản phẩm này thì thực sự là mọi người phải xài rồi mọi người mới hiểu được, chứ bây giờ Tiên nói thì chắc mọi người cũng không có tin Tiên đâu. Nhưng mà Tiên nói thiệt sự là Tiên rất là bất ngờ với chất lượng. Cái này là Tiên không có trả tiền quảng cáo gì cho mọi người, nhưng mà nói thật sự là mọi người ơi, xài thử đi mọi người. Rồi tiếp theo trong cái box này Tiên sẽ mở ra. Thì tháng này đang là tháng Black Friday, cũng là cái chương trình Saving Box của Beauty Box, là lễ xa hóa gần. Thì cái tháng này Beauty Box muốn mang lại cho mọi người rất là nhiều những cái ưu đãi cực kỳ hot ở trên website của Beauty Box, cho nên mọi người hãy lên và mọi người xem thử. Đầu tiên thì Tiên có cái Clinic Zero này. Đây là một cái dòng siêu mới của nhà Balinaco. Thường thường thì mọi người sẽ thấy Tiên xài cái em màu hồng, nhưng mà ngày hôm nay thì Tiên được Beauty Box gửi tặng cái màu xanh lá cây. Thì màu xanh lá cây này là chuyên cho những bạn nào có làn da dầu nha mọi người. Đó, các bạn nào có làn da dầu thì Tiên highly recommend sản phẩm này nha. Pore Clarifying thì đang có chương trình mua 1 tặng 1 nha mọi người. Trời ơi, rất rất là hot. Tiếp theo chúng ta có Madagascar Society and Pore. Đó. Ok. Cái này thì chắc là cũng không có gì xa lạ với mọi người lắm. Đây là một cái dòng sản phẩm A Concentrated Serum for Tired Skin, là dành cho những bạn có làn da mệt mỏi cũng như là da mụn. Thì xài cái này là xuất sắc. Thì đang có những chương trình ví dụ như là mua 1 tặng 10 qua Peel, cho mọi người hãy xem thử. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có My Project. Đây là một cái project Tiên đã giới thiệu rất là nhiều lần cho mọi người rồi. Đây là cái mask sheet của nhà Beauty Box. Thì đây là một cái project mà Tiên cũng đã xây dựng một năm trước rồi. Và hiện tại thì cũng đã có đủ 5 cái thành phố ở Việt Nam. Đây thì đang có chương trình là mua 4 tặng 6 luôn nha mọi người, để cho mọi người nào có nhu cầu và muốn trải nghiệm thử những cái mặt nạ từ những cái thành phố ở Việt Nam nhưng mà made in Korea thì welcome mọi người ơi. Cho nên là ok, cảm ơn Beauty Box rất là nhiều nha. Chúng ta sẽ đến với DA by MOI. Đây là một sản phẩm mà nhà MOI vừa mới gửi đến cho Tiên. Tiên kêu MOI rất là nhiều. Đây là dòng sản phẩm mới nhất của MOI. Và đây là một cái toner. Toner này là toner 5 trong 1 nha mọi người. Còn đây là một cái cleanser. Cleanser này thì có thể sử dụng cho all skin type luôn. Theo mọi người thấy cái KV, cái visual của cái dòng sản phẩm này thì mọi người sẽ thấy là vừa có chị Hồ Hà vừa có anh Kim Lý luôn. Thì tại vì là cái dòng sản phẩm này sẽ được sử dụng luôn, kể cả cho da nam và da nữ, da nào cũng sử dụng được. Và cái packaging thật sự rất rất là dễ thương mọi người. Mọi người thấy không? Kiểu nó rất là trong trẻo, xanh mướt. Bây giờ Tiên sẽ mở ra Tiên cho mọi người xem thử texture nha. Let me see. Đây mọi người, I'll show you guys. Đó, Nó cũng rất là thơm mọi người. Trời ơi, thơm. Thơm nha. Thơm. Tiên sẽ sử dụng thử và sẽ review cho mọi người sớm về hai cái dòng sản phẩm này. Nhưng mà chúc mừng chị Hồ Công Hà rất là nhiều nha. Ok, tiếp đến. Tiếp đến, à Tiên có một cái này. Makeup. Đâu rồi, trời nhiều đồ quá mọi người ơi. Trên giường không còn thấy được cái gì hết nè. Alo à. Đây là một packaging đến từ nhà Gila. Wow. Đây. Wow, đây là bộ sưu tập son mới nhất của nhà Gila. Và Tiên swatch thử một vòng nha. Thì đây là một bộ sưu tập kết hợp với lại chị Pony. Pony thì quá là nổi tiếng rồi, không cần gì phải bàn nữa rồi về độ nổi tiếng của chị Pony. Thì Tiên sẽ swatch thử cho mọi người xem cái màu này. Đây, chất son của Gila thì chắc là Tiên không cần phải bàn rồi đó mọi người. Quá ư là đẹp. Đó, xuất sắc.
bộ sưu tập này là xuất sắc, 10 điểm, không gì phải chê. Tất cả các tông màu là thường là sẽ là những cái tông khá là nude và rất là trendy. Cho nên là mình có thể tham khảo nha, màu đẹp quá, xuất sắc. Cuối cùng, Tiên sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mà Tiên mua Sephora. Đầu tiên thì Tiên mua cái này đây. Đây là một sản phẩm quá là nổi tiếng với mọi người rồi, nhưng mà nó cho ra mắt sản phẩm dòng mới. Đây là của Fenty Beauty. Trời ơi, look at that. Đẹp, xuất sắc quá mọi người. Tiên swatch thử nha. Mình sẽ thấy nó, đó đó mọi người thấy không? Hết giờ, hết giờ. Tiếp theo là một cái concealer Tiên mua của Lancome. Tiên mua Sephora luôn mọi người. Thì Tiên cũng có mua một khá là nhiều đồ Sephora nữa, nhưng mà hiện tại thì chưa được cập bến tại Việt Nam, tại vì Tiên còn đợi người nhà về mới unbox cho mọi người được. Và một sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay mà Tiên muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là cái Q-Cover này của Clio. Tiên vừa mới cũng được brand gửi là Clio Q-Cover Glow Cushion. Tiên đang đánh trên mặt Tiên nè mọi người. Thấy không? Nó rất là glow nha. Đây. Nói chung là cushion Clio thì chắc Tiên không cần phải review nhiều, tại vì thứ nhất là độ che phủ rất rất là ok. Và thứ hai là mỗi dòng nó sẽ có một cái công dụng khác nhau. Ví dụ như dòng này thì nó sẽ làm da các bạn căng bóng hơn một chút. Còn ví dụ như dòng fixer thì nó sẽ matte hơn và nó sẽ giữ lâu trên da mặt của mọi người hơn. Đó. Và là đã hết cái haul lần này rồi mọi người. Thật sự là Tiên vẫn còn rất là nhiều đồ ở bên kia, nhưng mà bây giờ mà Tiên mà review thì Tiên không biết là cái video nó sẽ rất rất là dài. Cho nên là Tiên sẽ tóm gọn lại trong cái này thôi để review đến cho mọi người. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái video lần này. Tiên sẽ link hết tất cả những cái brand mà Tiên mention ngày hôm nay tại dưới description box để cho mọi người tham khảo. Và ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye. Nhớ follow Tiên ở trên Instagram cũng như là follow me on YouTube. I mean subscribe me on YouTube. Good night. Bye. Cảm ơn mọi người.